Mình chào quý vị khán giả, Rollerman đang đứng ngay ngã tư đường. Ở đây là hẻm 111 đường Trần Phú. Mà hôm nay mình giới thiệu với quý vị các bạn một cái quán bánh xèo mình 5K. Có bánh xèo à. Đây là một cái bữa bán hàng rất là khác biệt với tất cả những bữa bán hàng khác là làm sẵn hết. Còn vừa đàm vừa chạy luôn. Đây là chính là dì Bảy đây. Dì Bảy đang ngồi đổ bánh đây, mấy đứa nhỏ ở nhà đang ngủ. Công việc của dì Bảy mỗi ngày là 3 giờ sáng là dì Bảy đã phải thức giấc chuẩn bị nguyên liệu cho một cái buổi bán hàng ngày nào cũng như ngày nấy. Bánh xèo 5K, bánh xèo 5K. Đây mấy chỗ này tôi quen nè. Nhớ tôi không? Không ai nhớ luôn. Con mua hộp vô đây con, đứng mát 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 chút xíu. Không có chỗ nào mát hết đó, nói chung là nắng luôn cho người ta thấy thương. Con cho nhiêu cho? Bánh xèo bà con ơi, bánh xèo đây. Ô giờ nè, hôm nay sáng thứ bảy đông quá. Nãy ai kêu tôi chờ Dương Đông, bây giờ tôi xuống không ai đón tôi hết trơn trời. Dạ cho con xuống nha. Rồi ok rồi. Rồi trời ơi, rồi. Trời ơi. Bầu quá bà con, cô bác thân mến ơi. Hôm nay là diễn biến hơi bất ngờ. Đang rất là lo, tình hình đang rất lo, không biết làm sao luôn à. Tại vì bà con cô bác đến đây ủng hộ cho dì Bảy từ sáng giờ cũng là khá đông. Nhưng mà người ta không biết có chương trình à, dì Bảy cũng không biết luôn. Đón xem Tiếng Ra 4.014 tập 1 được phát sóng vào lúc 20 giờ tối thứ tư ngày 7 tháng 2 2024 trên kênh YouTube Colorman.